Alexei Danilov, người đứng đầu Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine cho biết, nước này đã phải chuyển cơ sở sản xuất tên lửa ra nước ngoài do lo ngại các cuộc không kích của Nga. Hiện nay, chúng tôi đã phải chuyển một phần chuỗi sản xuất tên lửa ra nước ngoài, ông Alexei Danilov, người đứng đầu Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine cho biết trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin ABC News. Ông Danilov đưa ra bình luận khi trả lời câu hỏi về tiến độ sản xuất tên lửa của Ukraine hiện nay theo người đứng đầu Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine, một số cơ sở lắp ráp tên lửa của Nga đã bị đánh trúng trong các cuộc không kích. Ông Danilov cho biết, Ukraine cam kết không sử dụng vũ khí tầm xa do phương Tây cung cấp để tấn công các cơ sở bên trong lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, vị này ám chỉ rằng điều đó không áp dụng đối với vũ khí sản xuất trong nước. Nhiệm vụ của chúng tôi là tấn công bằng vũ khí của chính mình và các cơ sở quân sự của Liên bang Nga, ông Danilov nói, nhấn mạnh Kiev sẽ không tấn công thường dân. Trong những tháng gần đây, Ukraine tăng cường đáng kể các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tầm xa, trong đó một số nhắm vào các tòa dân sự ở Moscow. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trong thời gian từ ngày 17 đến 23 tháng 9, Moscow đã tiến hành tổng cộng 12 cuộc tấn công bằng máy bay không người lái với tốc độ chính xác cao nhắm vào một loạt các mục tiêu quân sự của Ukraine. Theo các quan chức, một số cơ sở lắp ráp vũ khí, kho đạn và kho chứa vũ khí có độ chính xác cao đã bị đánh trúng trong các vụ tấn công này. Các cuộc tấn công của Nga diễn ra sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Ukraine đã có thể sử dụng thành công loại vũ khí có tầm bắn 700 km.